Mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Vân. Mình là giáo viên dạy piano từ năm 2011 cho đến nay. Thời gian gần đây, piano là một nhạc cụ rất là phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian để đến lớp học. Và sau đây mình xin giới thiệu với những ai muốn tự học piano ở nhà, cách học piano một cách cơ bản và hiệu quả nhất nhé. Vâng, bài tập đầu tiên tôi xin hướng dẫn các bạn bài tập về luyện 5 ngón tay. Như các bạn quan sát trên phím đàn có phím đen và phím trắng. Thì nút đầu tiên chúng ta cần xác định trên phím đàn là phím đô. Và phím đô là phím đứng trước của hai phím đen đứng sát nhau. Các bạn quan sát, đây là hai phím đen sát nhau và phím đô là phím này. Chỗ này có 3 phím đen, như vậy không phải nút đô, mà phím đô chỉ đứng trước hai phím màu đen thôi. Và bài tập đầu tiên là tôi sẽ đặt ngón 1, 2, 3, 4, 5 xuất phát từ phím đô. Các bạn có thể đặt ngón tay của mình lên cổ tay để giữ sự ổn định. Trước khi gõ, chúng ta cần phải nhấc từng ngón tay một và rơi xuống. Tôi sẽ làm mẫu như sau. Số 5, 5, 4, 3, 2, 1 và luyện ngược lại. Sau khi làm được từng tay, tôi sẽ tập từng tay lên máy được nhịp. Phím đen. Nốt nhạc được ký hiệu trên bản nhạc là nốt đen. Và tay trái tôi cũng làm như vậy. Tôi sẽ làm mẫu bài này như sau. Sean Thompson, first grade. Ở bài này chúng ta bước đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được nốt nhạc. Chúng ta quan sát về nốt đồ re mi fa sol ở trên khung nhạc được viết như thế này. Khi chơi đàn piano có hai tay, một tay sẽ chơi khóa sol và một tay chơi khóa fa. Ở các bài nâng cao có thể có sự thay đổi, tuy nhiên tôi đang nói ở các bài cơ bản là mình sẽ phân rõ ràng ra là khóa son và khóa pha chơi riêng từng tay. Bài đầu tiên chúng ta sẽ chơi là bài Music Land. Ở bài này chúng ta cũng nên luyện tập riêng từng tay. Ở nhịp 4-4 chúng ta sẽ có 4 phát trên mỗi nhịp và tôi đang để máy đập nhịp ở nhịp 4-4. Tôi sẽ luyện cùng với máy đập nhịp.
luyện chúng ta cố gắng giữ ổn định form tay, làm sao cho thả lỏng, khuôn tròn, cổ tay ổn định. Và hát nốt nhạc. Chơi đều nhịp và tôi sẽ làm bước mà chúng ta hoàn thiện. Dấu vòng cung. Dấu này chúng ta sẽ chơi liên kết tiếng lại với nhau trong cả một câu cho đến khi nó hết thì mình sẽ giải phóng cánh tay thả lỏng lên. Đó. Và bài này tốc độ chúng ta cần đạt tới là tempo 120. Vừa rồi tôi chơi ở 80 và bây giờ tôi sẽ tăng tốc độ lên 120 để các bạn nghe tốc độ hoàn thiện của bài như sau nhé. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong bài Music Land. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài thứ hai. Ở bài thứ hai này, trước tiên chúng ta nhìn bản nhạc có một phần rất là nhỏ ở phía dưới và chúng ta sẽ chơi phần này trước. Đây là mẫu của giai điệu ở bài thứ hai. Tôi sẽ chơi từng mẫu một. Các nốt này được viết ở nốt đen. Như vậy là mỗi tiếng kêu chúng ta sẽ chơi một phím. Mẫu tiếp theo ở chỗ cao hơn. Mẫu thứ ba được viết ở nốt cao hơn nữa. Và ở bài này chúng ta sẽ lắp các mẫu này lại với nhau. Các bạn quan sát tôi chơi riêng tay phải trước. Thank you.
sang trên tay trái. Ở tay trái các bạn đọc nốt nhạc khi chơi đàn cùng nhá. Vì trải qua những cái lúc mình nhịp hai dòng một lúc và ghép được hai tay với nhau thì chúng ta mới đạt được cái tốc độ đều. Và bây giờ tôi sẽ chơi bước hoàn thiện ở tốc độ chậm. Bài này nhé. Chúng ta cần phải chơi lên tiếng. Đây là lỗi sai. Như vậy tiếng đàn cần phải liên kết lại như sau. Điều thứ hai mà rất nhiều người gặp phải lỗi sai đó là cổ tay. Ở cổ tay chúng ta để cổ tay lên xuống gãy gập như thế này là bị sai và sau này mình không thể di chuyển theo ý của chúng mình được, thì chúng ta cần phải giữ cổ tay ổn định lại. Lỗi sai mọi người thường mắc phải như sau. Đầu tiên của chúng ta.